Thưa quý vị, nghe lời dụ dỗ của người tình ngoại quốc, Phạm Huỳnh Nhật Vi, 21 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, đã bắt cóc hai bé gái trên phố đi bộ Nguyễn Huệ rồi đưa về căn hộ ở chung cư Sài Gòn Pearl, quay 12 clip khiêu dâm gửi cho người tình. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với Phạm Huỳnh Nhật Vi về tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm và chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Theo hồ sơ vụ án tháng 10 năm 2023, thông qua một ứng dụng hẹn hò, vì quen biết và có mối quan hệ tình cảm với người đàn ông tên Richard, chưa rõ lai lịch, sau đó, Richard nhắn tin yêu cầu Vi tìm các bé gái từ 6 đến 12 tuổi để dụ dỗ, quay video clip khiêu dâm gửi cho Richard. Đổi lại, ông ta sẽ cho Vi tiền. Richard cũng hứa sẽ hẹn về Việt Nam cưới Vi làm vợ. Tháng 3 năm 2024, Richard chuyển 500 đô la Mỹ cho Vi và hứa khi nào Vi tìm được bé gái thì sẽ thuê căn hộ cho Vi ở để quay clip khiêu châm. Vào tối 3 tháng 4, Vi đã làm quen và dẫn dụ được hai cháu bé 7 tuổi và 3 tuổi đang ngồi chơi trên vỉa hè ở quận 1, đưa về căn hộ ở chung cư Sài Gòn Bên tại quận Bình Thạnh. Công an xác định từ ngày 3 tháng 4 đến ngày 7 tháng 4 tại chung cư trên, vì đã quay 12 đoạn clip khiêu dâm để gửi cho Richard. Công an thành phố đã giải cứu hai bé và đưa Vi về trụ sở làm việc. Tại đây, Vi đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Riêng đối tượng Richard, các cơ quan chức năng đang truy tìm, khi nào bắt được và đủ chứng cứ sẽ xử lý sau.